Rồi, cô xin chào cả nhà nha. Hôm nay đi thăm bé gắn cả nhà, hôm nay không có chuột. Hồi sáng này mình mới chạy lên tới Vĩnh Long để lấy chuột. Lấy được đâu 3 kg chuột. Rồi về đi thăm luôn nha cả nhà. Bẫy để lâu lắm rồi. Và bẫy này để 8-9 đêm gì nữa rồi. Hôm nay mình mời cả nhà theo mình trải nghiệm đi thăm những cái bẫy gắn nha cả nhà. Hy vọng là có hàng khủng nè. Cái đầu tiên. Cái này không bị chết con gắn. Cái này chuột vẫn còn luôn nha cả nhà. Hôm nay nhìn trời không có bầu không đẹp lắm nha cả nhà. Mày quá mày. Đen hết trơn. Khu này mình đặt 3 cái. Cẩu miêm không mình đặt thôi. Đặt đầu tiên mình thăm thì nó dính chứ đặt thứ hai thăm chất quốc. Đợt này đợt thứ ba. Đợt thứ ba không dính nữa, đợt thứ tư rút ghê hết luôn. Cái chỗ này là cái ngon nhất luôn đó nha cả nhà. Ngon nhất, có gì không đây? Tôi thấy lúa lên tới đọt. Lúa lên cao cũng bằng đọt chuối luôn. Quốc luôn. Không dính nữa cả nhà ơi. Chuột chết. Trời mới vừa hết mưa luôn nha cả nhà. Mới vừa tạnh, mới vừa trong trời lại luôn. Vẫn còn mưa lâm râm. Sớm giờ mình thăm 6-7 cái gì rồi mà chưa có con gắn nào bỏ vô túi hết trơn. Dàn bẫy này là mấy đợt trước là thăm là trúng dữ lắm luôn nha cả nhà. Mình thăm 2 cử vừa rồi trúng ghê hồn luôn. Đợt này chắc xong gà bông rồi. Cái bẫy này cũng hay dính lắm nè. Chuyến này có dính không đây? Trời ơi. Cũng ngắn khủng hoảng rồi cả nhà ơi. Không ngựa. Bích lòng nữa. Cái này nặng nặng thôi, tính đâu dính hổ hành bự rồi chứ. Quá trời không ngựa luôn, hổ chó. Chuyện kỳ. Hôm nay dính hổ chó bự không cả nhà. Dã man này, gắn này mới vô luôn, chưa có ỉa cứt gì mấy. Mùi nó gắt lá gắt hoài ta. Rồi để mình ốp máy cả nhà. Rồi mình trời đã đỡ mưa mình bắt nó ra cho cả nhà xem nha cả nhà. Cái này thì chuyến trước mình dính được con hung ngựa nha cả nhà. Này có gì không đây? Có con hành khủng quá. Hành cái nhà. Con này cũng nhỏ. Con này chắc có 2 lần rưỡi nha cả nhà. Có thấy gì đâu. Nè. Mưa lá gác hoài lạnh. Teo bugi hết trơn. Bắt hay gà luôn cả nhà. Con ngựa nãy còn nữa nè. Rồi để ngồi này bắt luôn. Bắt hâu hành ra trước nha cả nhà. Trời ơi nó khôn. Mưa gió này đi thăm bẫy gắn cực đúng nha cả nhà. Lớp nào lạnh người lớp nào sình bùng ôi tùm lum hết trơn. Chạy xe vô mấy cái đường đất nó mới ấu chuột ra cả nhà thấy không. Chuột này mới ăn hôm. Chạy xe vô mấy cái đường đất đó cả nhà. Té lên té xuống. Tưởng tượng như bao cát mà liền. Phịch 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 phịch.
Trời ơi, ngóc cái đầu xuống coi, đi ra ghét coi, lạnh chết luôn nha. Làm khó làm dễ hoài. Nó này cả nhà, 200g, 250g. Rồi giờ mình cho vô túi lưới mình bắt con hổ ngựa luôn nha. Con ngựa khổng lồ nữa. Để cứ dính tay mình lum nha. Quá trời hổ ngựa cả nhà ơi, hổ ngựa này 800g. Con rắn này nó màu vàng trắng nha cả nhà, chứ không phải là vàng tươi nha. Nó vàng ngà ngã trắng trắng nữa đâu. Nó. Con này bắt ra táp chắc tay chân banh luôn á. Cục cái đuôi nữa chứ. Màu nhìn đẹp ghê cả nhà. Không đẹp bằng cái màu vàng tươi mà nó cái màu nó nhìn ngộ ngộ nha cả nhà. Màu vàng ngã ngã kỳ lắm. Bây giờ để mình chim hôm bắt nó ra cả nhà. Hầm ghét lên mới được. Mưa nữa xuống nữa cái là hư hình luôn. Nó chuẩn bị ra cả nhà ơi. Quá trời bự rồi, khổng lồ nữa. Đổi là con hổ hành ngon quá cả nhà. Đặt nó ra dính hông ngựa, con nào nấy nái nái thôi. Không chịu ra ha. Không chịu ra. Dùng tuyệt chiêu miệng thúi thôi. Đó, ra liền thấy không? Hay ghê không? Ui. Quay lại táp mình cái nổi cục luôn nè. Nó. Nó cả nhà ơi. Trời trời trời. Ui. Quá trời bự rồi. Trời. Ui, thôi bỏ vô tôi lưới cả nhà. Trời ơi, táp xíu nó vô mặt luôn rồi. Bây giờ tôi lưới cái nhà nguy hiểm quá. Cái đằng đây thì lúc trước mình cũng dính được con bự nữa nha cả nhà. Chuyến trước chứ. Nãy mới thăm cái cặp lỗ mất hết cái nữa. Này có không đây? Rồi xong. Chân này chút quá. Cái chỗ này thì chuyến trước mình thăm ở cả nhà thì nó dính được một cặp gắn mà có con hổ hành và nó gần lột da cả nhà nhớ không, mấy tập trước á. Rồi tới nay luôn rồi cả nhà, nó không dính thêm con gì nữa hết. Nay không dính nữa mình dời luôn. Rồi có dính này cả nhà ơi. Trời vậy mà cũng còn gắn nữa. Hay thiệt. Hổ hành cả nhà ơi. Con này cỡ 300g. Ngon lành này. Ồ con này cũng đâu bự không đâu. 3 lạng. Vừa đúng 3 lạng luôn. Kệ dính có dính được rồi cả nhà. Tại nãy giờ không dính gì hết. Nó bò ra nè cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Con này cũng nhỏ nhưng không bự rồi cả nhà. Kệ có dính có hàng là ngon này. Cỡ này ha. Mà để lên chừng nuôi nó chừng vài năm nữa là nó bự cho thấy. Con này nó đang phát triển mạnh lắm nha cả nhà. Mình có từng nuôi gắn hổ hành mình biết. Mình nuôi thời gian rồi mình nuôi hết nổi bung. Bắt mồi cho ăn không nổi cả nhà ơi. Mua mồi đâu chịu nổi đâu. Nói tiền mua mồi không là gấp 3 lần gắn nè. Bây giờ mình cho vô túi lưới cả nhà. Đi thăm tiếp cả nhà ơi. Nay chắc không có hàng khủng rồi.
tiếp tục hâm bẫy nữa cả nhà ơi. Bẫy này là hôm mình đặt đằng bụi cỏ đằng kia mà do nước ngập quá mình dời lại đây dính nha cả nhà ơi. Rồi hũ hành cho con này chắc cỡ nửa ký quá. Tệ ngon này, sớm giờ không có hàng khủng nha cả nhà. Con này cũng khủng rồi, khủng trong những con nhỏ nha. Trời ơi, vậy mà cũng thụt cái đầu vô được nữa. Cái này chuyến trước nó bị chết gắn nè cả nhà, nó bị ngập nước chết con gắn. Con gắn cũng cỡ 300 g. Con này không biết vô nhức nổi không nữa. Thấy nó cũng bự nè. Con này vô nhức không nổi quá cả nhà. Con này dùng cả nửa ký à. Ông nhức cũng nhì, ông nhì cũng bét. Còn dưới bét nữa rồi đem dục luôn. Trùng chỉ. Thôi giờ cho vô túi lưới cả nhà, rồi đi thăm tiếp nha cả nhà. Này không có hàng bự thôi. Giờ bẫy này là khỏi mình thăm, dính hàng khủng 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 không, nái nái không. Nay dính hàng gì tít 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 hơn. Cái trong đây thì chuyến vừa rồi mình thăm á cả nhà. Dính được con hung ngựa nhưng mà nó bị kẹt cái đầu nó chết. Trời, có con gì bự lắm. Gắn cái gì á, mới là mới tẹt chạy đó luôn. Chiếc này hốt con hoa hành chừng ký rưỡi. Chừng ký rưỡi được rồi. Trời ơi, bị đạp luôn rồi. Trời, cái lọp này có dính gắn luôn rồi đó nha. Trời ơi, nó nóng hôm nè. Trời ơi, trời. Thiệt, tình luôn á. Nè, có nông hộp dảnh lên luôn nè. Bị đạp rồi, cái nó chui ra luôn. Trời ơi, nó uống. Số xui thiệt nè. Không có gắn mà còn bị cái bẫy bị đạp, bị chui hết con gắn. Chui gắn nhỏ không nói, gắn bự nó mới ghê. Cạn lời luôn. Trời, cái bẫy này sao nay nó đưa lên tới đây dữ ta. Rồi, có dính này cả nhà. Con gì đây? Con hành. Con hành nha cả nhà. Một con này cũng nhỏ à. Sao mà nó nông cái bẫy lên lúc lên trên dữ ta. Con này cũng nhỏ, không bự không nha cả nhà. Con này có 300 g nữa. Này hết chuột nữa. Đem bữa nào cũng đem mười mấy con chuột cho mà nó không đủ thiếu đâu đâu. Ừ, khôn. Quá nắng. Trời ơi, nó không chịu ra nữa. Cái nè, con này 350 g. Trời ơi, vậy mà nó ủi cái bẫy mình lên lúc lên trên luôn. Mình đã ghê không cái nè. Này dính hàng nhỏ nhỏ không. Cho vô túi lưới đi thăm tiếp cái nhà. Còn đâu cũng mấy cái nữa hết tiêu rồi. Xong hết luôn rồi cái nhà ơi. Nay ta dọn dẹp sạch sẽ giường hết trơn. Đặt trong đây 3 cái bẫy, không biết còn cái nào không nữa nè. Thiệt mà, lấy hết trơn luôn. Hát ôn gì mà giữ thằng hồn không biết.
toan thật rồi. Trời ơi nó nản, lấy hết trơn luôn rồi cả nhà. Ui ở đây nè, còn nè cả nhà, còn được cái có dính dán luôn. Còn hành cả nhà, hên quá còn cái. Còn cái mà bị lấy hết cái. Để mình đặt ngay chỗ này nè, này ta lấy luôn để coi kỹ lên cái còn phải vậy không. Lấy hết cái cả nhà. Còn cái bên kia không biết còn không nữa. Xui thiệt chứ. Cái này không thấy chứ thấy chắc cũng lụm luôn. Cái này đặt kỹ quá không thấy. Nhưng được con hành. Kệ gỡ lại cái kia. Vì vốn. Con này 400g cả nhà. Cái này chắc có dính gắn người ta mới lấy nè, chứ không dính ta không lấy đâu cả nhà. Tại chủ yếu người ta làm vườn này, người ta cũng sợ mình phá của người ta lắm. Chắc dính gắn bự lắm người ta mới lấy. Nay xui quá xui rồi. Hết gặp chuyện này tới gặp chuyện kia. Vô túi lưới cả nhà. Tiếp tục 27 nữa nha cả nhà. Hên quá còn luôn cả nhà ơi. Còn bảy mà không biết có gắn không đây. Thấy nó ỉa cứt vậy chứ. Rồi. Không ngựa nữa cả nhà ơi. Giờ này hết chuột thai luôn rồi. Dính không hành mà bự với dính không ngựa không là chết luôn rồi. Ngựa chà bá luôn. Bắt nó ra luôn nha cả nhà. Ngày mai chắc mình đi đặt, mình đi xuống mới lọt đó cả nhà. Điền đi ngang đây mình ghé vô vô chuột lại chứ. Giờ chuột cũng hết trơn luôn. Nó chuẩn bị ra nha cả nhà. Này thầm quá tệ cả nhà, không có con gắn không hành nhất luôn. Hành nhì rồi không. Còn bị mất lọt nữa, sớm giờ mất hai cái lọt. Ui ui. Trời ơi. Mấy con này nguy hiểm quá. Tôi quay lại táp liền luôn á. Con này sao nó không táp ta? Ui ui. Trời ơi. Chết tôi luôn. Quá nguy hiểm. Nó này nghe cả nhà, con này chắc cỡ 600g quá. Còn 3 cái 7 nữa hết rồi cả nhà. Cả nhà xem video mình thì cả nhà thấy hay, cả nhà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình nha cả nhà. Bây giờ mình cho vô túi lưới rồi mình dẫn cả nhà đi thăm tiếp nha. Nhìn mặt nè. Nhìn mặt thấy ghét không? Hai con hổ chó này đổi là hai con hổ hành quá ngon ha. Rồi nó quấn cái tay mình cứ ngắt luôn. Cái con này quấn không lực bằng con hổ hành nữa nha. Hổ hành quấn mới lực dữ, nó siết ngắt cái tay mình luôn. Lắc kêu luôn á. Còn hai cái này nữa hết rồi cả nhà ơi. Hai cái cuối cùng của ngày hôm nay nha. Hy vọng là hai cái này nó dính hổ hành khủng nữa nha. Sớm giờ không có con nào khủng hết. Đây. Cái này hôm nay dính nhỏ không. Rồi nay chết chuột nữa.
chết chuột không chuột phát nào. Mỗi lần lại tới cái khu này là ám ảnh kinh hoàng. Dắt thôi thôi nóng lạnh luôn. Đu. Các bạn mà mọi người mà đi vô đi ra cái là bắt đầu nó đu ha. Đi lại cái lần cũ cái nó luôn cái cứng ngắc luôn. Sợ luôn nhiều. Mình đặt bây giờ mình hiện giờ khu này mình khu này cố gắng nè nhưng mà mình hơi nhát, dạt ngược trở lại. Không có đặt khu này. Đặt khu này đặt ghìa chứ không dám lội vô cỏ. Thì ghê lắm nha mọi người. Mình gặp mấy con đó mình sợ dữ. Với con đĩa đâu. Trời ơi, gắn. Gắn lại. Chạy tốc độ bằng thờ. Rồi có đầy lúa ở nhà. Cái này chỉ dứt với nó hoành cái chút xíu. Chiếc này với nó hoành cũng đỡ sức nè. Trò cũng như xíu cũng bự hung. Cái cuối cùng dính được hoa hành mini. Nông cái đầu nó ghét. Banh hết trơn ở nhà. Trời ơi. Nông cái đầu ghét ngoại tử luôn rồi. Tét một lỗ luôn. Trọng thương quá nghiêm trọng. Cho mày nông nha con. Vậy mà vẫn còn sống hay thì gách đen lỗ. Dính gắn nhỏ nhỏ ra là chuyên gia luôn. Nó nông cái là vậy không. Lỗ tét banh hết trơn. Cho vô túi lưới cả nhà. Rồi mình tổng kết gắn nha cả nhà. Gắn ngày hôm nay mình dính được nha cả nhà. Nãy nói chung là dính. Nói chung là nhiều nha cả nhà. 3 kg mấy gắn á. 3,5 kg gắn là phải ghe luôn nha. Nè. Mà gắn nhỏ nhỏ không à. Này không có gắn bự cả nhà. Nãy được có một con gắn chừng nửa ký rồi. Với nay xảy gắn kia chắc mình nghĩ chắc cũng bự á. Tại vì nó nông cái hôm mình cong lên hết trơn. Bị người ta đạp cái nhẹp cái nó chui ra luôn. Cỏ này cũng ngon rồi được cả nhà. 3 kg mấy gắn mà gắn không bự không. Cả nhà xem video mình thấy hay thì cả nhà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà những video tiếp theo nha. Rồi bye bye.